nước được nhiều người biết đến về sự tích dòng nước thiên thần kỳ. Sau khi rửa mặt bằng dòng nước này thì mọi điều mong ước sẽ thành hiện thực. Và cũng tại đây thờ Thủy Long Thánh Mẫu, một vị thánh bảo hộ để cho mạch nước chảy mãi mãi. Xin chào quý khán giả của kênh Phan Quang Vlog. Hiện tại thì em đang có mặt tại một ngôi miếu rất là nổi tiếng của vị Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là ngôi miếu mạch nước, hay còn gọi là miếu nước thần, rất là có tiếng tung dùng tại khu vực này. Ngôi miếu này có từ rất là lâu đời. Hiện giờ em đang đứng trước ngoài cổng của ngôi miếu, có địa chỉ tại ấp Thế Tứ Hai, xã Thế Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngôi miếu được bao bọc bởi tường rào kiên cố. Trước cổng thì có buôn bán đồ nhang hoa quả phục vụ để cúng quả trong chùa miếu. Mình em vừa vào cổng thứ nhất thì vào khoảng chừng 10 mét thì có một cổng thứ hai. Bên tay phải là một cái ao nhỏ, chính giữa ao là có thờ mẹ bà Quan Âm. Dưới ao này có rất là nhiều cá. Chính giữa ao là cái am thờ, có một cây cầu nhỏ khoảng 1 mét bắc ngang đi vào trong am. Có rất đông bà con đang đứng nhìn đàn cá bơi ở dưới ao. Am thờ là quan thờ Quan Thế Âm, tay cầm bình nước cam lồ, được rất nhiều Phật tử cúng trái cây và trầu cau. Đặt rất là nhiều lư nhang. Phật tử đang cúng cho bà một đĩa trái cây. Rồng vàng trước tượng bài có hai hình con lạc. Thank you.
Xung quanh bức tường của ngôi miếu thì được trang trí hình kỳ lân và hình rồng. Trong miếu thì được buôn bán như là nhang, đèn, dầu ăn và gạo. Đây là rùa với lại cá, giá bóng xanh. Cô chú đi cửa cho ngàn cô chú ơi. Đây là cái cổng thứ hai mình bước vô ngôi miếu. Ở trong miếu thì có để một cái bàn để do Phật tử đốt nhang nè. Và bây giờ mình sẽ đi vô chính là miếu Bạch Nước, hay còn gọi là miếu Bạch Nước Thần. Miếu nước ở đây rất là trong. Nước này rất là trong, được ở trong miếu người dân đã bao bọc xung quanh bằng những đá hoa cương cho nó sạch sẽ. Có để sẵn ca ra cho mình múc nước. Đây là nước ở trong mạch nước, được tạo ra một cái đầu của con rồng. Nước này rất là trong. Coi chừng té nha con. Đây, có nhiều người múc nước để uống và gội đầu hay là tắm để chữa hết bệnh nghe lan truyền từ ngày xưa. Đây là mạch nước chính của các long mạch như là giếng nước sông Ngòi. Đó, có nhiều người đã múc nước như là rửa mặt, uống nước hay là gội đầu. Có cả mình múc nước vô bình đem về. Đây là cái một dòng nước ở trong miếng mạch chảy ra rất là trong. Bây giờ mình sẽ rửa mặt. Đó, rửa mặt và uống nước, cảm giác của con nè. Nước ở đây rất ngọt và không mùi, không vị. Đây được những mẹ con này đang múc nước. Rồi hỏi em múc nước này uống vô nghe nói sao?
uống thử nghe nói sao, nghe cảm giác như nghe sao, cảm giác như sao con, ngọt không, mát không? Trước ngôi miếu là có thờ ông mẫu và ông rồng. Trước chánh điện là có thờ ông ngựa, và có cả cái chuông, chuông lắc này. Nghe lan truyền là những người mà chui qua bụng dưới của ông ngựa này được trị bệnh ở nhà cô chú anh chị, là có nhiều, khá nhiều chị em chui dưới bụng của ông. Thì bây giờ em cũng sẽ chui dưới bụng của ông ngựa như những người khác. Thì bây giờ em sẽ chui dưới bụng của ngựa như những người khác, chui qua chui lại một lần. Là lần thứ hai, hai lần. Nói mình làm 7 cái ba lần à, đây là chui 3 lần. Đây là gian chánh điện của ngôi miếu thờ nha cô chú anh chị. Thì gian chính của miếu này được làm khá là kiên cố. Ở trong gian chính là thờ Hằng Long Nương Nương. Có rất nhiều bà con chị em đến đây đang quỳ lại thánh giái bà. Có cả những cái áo của bà, bên tay phải là thờ cậu Tài. Bên trái là thờ cậu Quý Công Tử. Ở trước cổ chánh điện có ba cái lư hương để cho bà con tới đây hấp. Coi chưa? Rồi. Coi rồi luôn, giải luôn rồi. Ừ, chạp về nhà giải. Có gì cũng đi luôn, đi.
Đây là trong chánh điện nhìn ra ngoài. Khuôn viên của ngôi miếu này cũng khá rộng, có nhiều cây cối cổ thụ như là cây da có rất là rễ bao quanh xung quanh. Đây có chinh sâm, chinh sâm mình lắc rớt cây sâm nào thì mình cầm cây sâm tới đó có lời giải. Và anh chị bật video sau.